Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Sáng ngày 15 tháng 11, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Bản Phường, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. Cùng dự có các lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Công Thương và huyện Nguyên Bình. Trong những năm qua, 57 hộ dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động, đời sống nhân dân ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tổ chức, chi hội, chi đoàn hoạt động hiệu quả, nhận thức của đại bộ phận nhân dân về 5 nội dung cuộc vận động có nhiều tiến bộ rõ rệt. Nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế, trồng cây rong giềng, có thu nhập cao, giảm nghèo bền vững. Qua bình xét có 51 trên 57 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, giảm được 4 hộ nghèo. Hiện xóm còn 28 hộ nghèo chiếm 49%, 8 hộ cận nghèo chiếm 14%. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Bích Ngọc biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà nhân dân đạt được trong thời gian qua. Đề nghị nhân dân xóm Bản Phường thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện cơ chế chính sách mới của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới. Tại ngày hội đã biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, tặng quà người có uy tín tiêu biểu. Ngày 16 tháng 11, đồng chí Đàm Minh Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm Nam Tuấn, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Là xóm biên giới có 113 hộ, 454 nhân khẩu, bà con luôn thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ở khu vực biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng môi trường hòa bình ổn định ở khu vực biên giới. Xóm luôn vận động quyên góp giúp đỡ các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn bằng vật chất và ngày công. 100% con em đến tuổi đều được đi học. Số hộ gia đình văn hóa đạt 82%. Dự chung vui ngày hội cùng bà con, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của xóm Nam Tuấn trong năm qua. Mong muốn xóm tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo phong trào lan tỏa rộng khắp, đoàn kết thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh khu vực biên giới. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện tặng quà cho nhân dân trong xóm, người có uy tín, tặng quà cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, tặng quà, hoa, chúc mừng ngày hội. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Trung học Cơ sở Ngọc Xuân, thành phố tổ chức đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Trường Trung học Cơ sở Ngọc Xuân được thành lập tháng 8 năm 1972. Cơ sở vật chất cũng như điều kiện giảng dạy rất khó khăn, với lớp học chân tre nứa lá. Khó khăn bởi cán bộ quản lý nhà giáo và khoảng 100 học sinh. Tháng 6 năm 1995, khối cấp 2 của trường phổ thông cơ sở được tách ra độc lập, trở thành trường trung học cơ sở Sông Bằng. Sau đó chuyển sang tổ 10 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. Năm 2001, nhà trường được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Năm 2004, trường vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Là trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Cao Bằng. Năm học 2013-2014, trường được đón nhận cờ thi đua của Chính phủ lần thứ nhất. Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh của nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học. Hàng năm, học sinh xếp loại học lực giỏi đạt trên 18%, đạt khá trên 35%, hạnh kiểm tốt, khá đạt trên 95%, tỷ lệ học sinh giỏi các môn văn hóa các cấp đạt trên 20%, 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở. Phường Ngọc Xuân đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, trên 90% giáo viên đạt chuẩn, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh đạt trên 20%. Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua. Với những kết quả đã đạt được, trong năm học 2021-2022, trường Trung học cơ sở Ngọc Xuân vinh dự được tặng cờ thi đua của Chính phủ. Tại buổi lễ, các thế hệ nhà giáo, học sinh nhà trường đã bày tỏ tấm lòng tri ân, chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp trong công tác học tập.
Ban giám hiệu nhà trường đã tặng hoa và quà cho các thế hệ nhà giáo đã có nhiều công lao trong quá trình phát triển của nhà trường. Huyện Bảo Lâm vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Mông. Theo đó, cuộc họp quán triệt quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên tổ công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong đồng bào dân tộc Mông. Kế hoạch cao điểm 100 ngày đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và phát triển kinh tế văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông. Kế hoạch triển khai công tác y tế tại 4 xã Quang Vinh, Lý Bôn, Nam Quang và Thạch Lâm. Các thành viên tổ công tác đã phân tích những thuận lợi và những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn huyện, đưa ra giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng địa bàn, đầu tư xây dựng đường giao thông, điện lưới ở vùng sâu vùng xa, xây dựng kênh mương thủy lợi và các cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế bền vững, giúp nhân dân giảm nghèo bền vững. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hòa An vừa tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm học 2022-2023 cho 264 cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường. Tại chương trình, Công an huyện Hòa An đã thông tin về tình hình giao thông, ma túy, bạo lực học đường hiện nay trong cả nước, tỉnh Cao Bằng và huyện Hòa An. Trong phần thi Rung Chuông Vàng, các em học sinh đã tham gia trả lời 30 câu hỏi kiến thức với các nội dung liên quan đến ngày pháp luật Việt Nam, luật an toàn giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy, luật phòng chống bạo lực học đường. Qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng, nêu cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội về phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca COVID-19 mới và bệnh nhân nặng tăng nhẹ, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho các nhóm đối tượng và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 262.719.806 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.256.111 liều. Mũi 1 là 71.075.699 liều, mũi 2 là 68.674.619 liều, mũi bổ sung là 14.499.607 liều. Mũi 3 là 51.362.823 liều, mũi 4 là 16.643.363 liều. Số liều tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi là 23.588.672 liều, mũi 1 là 9.120.344 liều, mũi 2 là 8.918.135 liều, mũi 3 là 5.550.193 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 16.875.023 liều, mũi 1 là 9.909.668 liều, mũi 2 là 6.965.355 liều. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho các nhóm đối tượng và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Ra soát việc tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt như mong muốn và đề xuất nhu cầu vaccine sát thực tế. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước và quốc tế. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan. Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan đang phát triển tốt đẹp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan kể từ sau Đại hội Đảng 13 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước tới Thái Lan sau 24 năm. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và liên kết kinh tế tại khu vực, quảng bá vị thế, hình ảnh đất nước ổn định, tăng trưởng kinh tế tích cực sau đại dịch và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong nước. Chanh xanh và bưởi là hai mặt hàng nông sản tiếp theo của Việt Nam có cơ hội được xuất khẩu sang New Zealand. Theo thỏa thuận vừa ký kết ngày 15 tháng 11, hai mặt hàng nông sản là chanh xanh và bưởi của Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu sang thị trường New Zealand trong thời gian tới. Đây là bước đệm để hướng tới các cơ hội thương mại tiếp theo giữa hai nước, mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản khác.
Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ đối thoại và triển lãm đối tác chiến lược trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, An ninh sinh học, Thông tin đất đai và các vấn đề nông thôn New Zealand tổ chức nhân chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tại Việt Nam. Được biết, New Zealand sẽ tiếp tục tài trợ thực hiện dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao. Dự án nhằm hỗ trợ nông dân Việt Nam phát triển các giống cây cao cấp và tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị cao. Trước đó, xoài thanh long và chôm chôm đã được xuất khẩu sang New Zealand. Hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản khác. Năm 2021, kim ngạch thương mại nông lâm thủy sản hai nước đạt gần 550 triệu USD, chiếm tỷ trọng 41% tổng kim ngạch thương mại song phương. Hai bên đã ký thỏa thuận về tạo thuận lợi cho thông quan sản phẩm nông lâm thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử vào tháng 7 năm 2020. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 15 tháng 11, kéo dài đến ngày 22 tháng 12. Ngày 15 tháng 11 là ngày bắt đầu triển khai tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 trên toàn quốc. Mức khuyến mại tối đa các doanh nghiệp được triển khai lên tới 100%. Mục tiêu nhằm tạo ra một mùa đặc biệt trong năm trên khắp các kênh thương mại điện tử, ví điện tử, hệ thống các siêu thị, đẩy mạnh các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả. Một số tỉnh, thành phố đã hưởng ứng triển khai tháng khuyến mại từ đầu năm. Sức mua tại các hệ thống siêu thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện đã tăng từ 25% đến 30% so với tháng trước. Còn các trang thương mại điện tử cũng ghi nhận số lượng doanh nghiệp cá nhân tham gia bán hàng tăng hàng chục lần so với cùng kỳ. Năm nay, tháng khuyến mại tập trung quốc gia dự kiến sẽ có gần 100.000 chương trình khuyến mại, gấp đôi so với năm ngoái. Các sản phẩm, mặt hàng được khuyến mại mạnh như thực phẩm, đồ gia dụng, điện, điện tử, dịch vụ du lịch, giải trí, lưu trú. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng đầu năm nay đã tăng trên 20% so với cùng kỳ, cao gấp đôi so với cùng kỳ trước đại dịch. Như vậy, tháng khuyến mại tập trung được kỳ vọng sẽ đẩy cao hơn nữa tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Qua kiểm tra kết quả thực hiện, có một số bộ ngành địa phương tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng nên Bộ Nội vụ yêu cầu phải báo cáo giải trình và đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp này. Cụ thể có những trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức viên chức hoặc cán bộ cấp xã. Công chức viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế. Cần cho thôi việc. Công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định. Hai trường hợp chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Công chức viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức đơn vị. Để tránh trường hợp phải khắc phục việc giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ, chính sách tinh giản biên chế và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong thời gian gần đây, tại các cơ sở y tế ghi nhận trẻ đến khám và nhập viện gia tăng mạnh. Nhiều loại bệnh trẻ hay mắc trong đợt này như cúm A, cúm B, sốt virus, tay chân miệng, sốt xuất huyết, mắc virus adeno. Tại hội thảo Sức khỏe trẻ em thời kỳ hậu COVID-19 và giải pháp tăng cường miễn dịch bằng dinh dưỡng được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội, các chuyên gia bày tỏ lo ngại khi nhiều dịch bệnh đã diễn biến trở nên phức tạp, không tuân theo mùa, ghi nhận nhiều ca tăng nặng, thời gian mắc bệnh kéo dài. Điều này được lý giải có nguyên nhân cộng hưởng do nợ miễn dịch sau thời gian giãn cách xã hội và giảm tiếp xúc trong đại dịch COVID-19 trước đó. Hiện nay tại nhiều cơ sở y tế ghi nhận trẻ nhập viện do mắc nhiều loại bệnh đang gia tăng khiến nhiều bệnh viện trở nên quá tải. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 3.100 ca mắc adeno, trong đó có 9 ca trẻ tử vong, bao gồm bệnh nhi không có tiền sử bệnh nền. Qua thăm khám cho thấy có 90% trong số trẻ đến khám sốt xuất huyết đã từng mắc COVID-19. Đặc biệt, qua thăm khám cho thấy trẻ nhiễm COVID-19 xong có khả năng làm sức đề kháng của trẻ kém hơn, vì vậy đây là cơ hội để trẻ nhiễm thêm các bệnh khác. Đặc biệt, năm nay không chỉ sốt xuất huyết ở trẻ em, các bệnh lý liên quan đến nhiễm khuẩn khá nhiều khi các chỉ số nhiễm khuẩn khá cao.
đây chính là sự khác biệt về bệnh lý của trẻ so với những năm trước. Chuyển sang tin quốc tế, sinh viên quốc tế đã ồ ạt trở lại các trường đại học cao đẳng của Mỹ trong năm học 2021-2022 sau khi Mỹ nới lỏng các quy định nhập cảnh hậu đại dịch COVID-19. Viện Giáo dục Quốc tế và Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy các trường đại học cao đẳng ở Mỹ đã đón gần 950.000 sinh viên quốc tế trong năm học 2021-2022, tăng 3,8% so với năm học 2020-2021, thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát. Cũng trong năm học này, số sinh viên đăng ký nhập học mới tăng vọt tới 80%, lên 261.961. Theo số liệu của Hiệp hội Giáo dục Y tế Mỹ, nguồn thu từ sinh viên quốc tế đóng góp tới 33,8 tỷ USD cho nền kinh tế hàng đầu thế giới trong năm học 2021-2022. Đây là tín hiệu tích cực đối với các trường ở Mỹ, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với số lượng sinh viên theo học tại đây trước đại dịch. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.